Chào anh chị nha. Bữa nay chơi lớn đó, lần đầu tiên mặc áo dài luôn mà chơi màu màu giống như màu bao bao lì xì vậy đó. Đẹp không? Đó. À, anh chị theo dõi với bầu trời Cali nha. Nè, phía sau đây là sẽ có một nhân vật nữa. Một nhân vật nữa. Trời ơi, áo dài nha. Chào cô chú đi con. Chào cô chú. Giỏi, bữa nay là ngày gì? Ngày đi đốt pháo. Bữa nay Tết nha con. Tết chứ. Đúng rồi, yes. À, ở bên AZ nó buồn quá anh chị, thiệt chịu không nổi hai đứa. Cái gì là thê thảm. Coi như là Tết không thấy một cái gì gọi là Tết á. Mà công nhận bầu trời Cali mặc áo đẹp thiệt ta. Mà đặc biệt nha, cái áo này Mr. Hậu đại gia tặng cho mình á. Mr. Hậu mà Hậu bây giờ á, hồi xưa làm tài xế cho bầu trời Cali, nhưng mà bây giờ làm chủ rồi, đại hành đại gia rồi. Chủ một hãng nước mía. Thiệt giờ chuyên bán mía. Đó, áo đẹp ghê. Bây giờ tụi em đã vừa mới tới Nam Cali ha, để qua đây để ăn Tết. Đó, để cho có không khí Tết chút xíu. Thấy bà con post Facebook này kia đốt pháo sùm, lòng mình cũng nôn nao. Đó, đi qua đây ăn Tết, giờ sẵn thầm bó bói luôn. Áo bói đẹp quá. À. Hôm nay mùng 2 Tết là đỡ rồi nha anh chị. Mùng 1 Tết là ở đây là không có đi được đâu. Cái đường vô xa trước mặt nó đóng cửa luôn. Đóng luôn, quẹo. Đóng luôn để mà diễu hành gì đó. Năm nào cũng như hôm đấy, bữa nay là vắng rồi đó. Vô ngay khu vực này là em bảo đảm bầu trời về với anh chị luôn. Người Việt Nam hết. Kể cả mấy người ngồi trong xe này luôn nè. Ở Việt Nam không à. Đó nè. Đây ghiền bún bò bên này nè anh chị ha. Bên đây thì có tượng ông Trần Đạo Chỉ qua nè. Đối diện ha. Đó, có phở hai tô nè. Rồi có rồi, bữa nay vẫn còn đông thấy không. Bên kia còn ca hát sùm kìa. Ồ có sân khấu luôn kìa. Tối nay có gì nè? Sân khấu của Telechon đó. Đây nè anh chị. Cái này là hoàn toàn miễn phí nha anh chị ha. Coi miễn phí á. Phước Lộc Thọ đây anh chị. Tối còn bán gì? Không biết nữa. Chưa biết. Qua đây thấy không? Xe xịn không à. Đó. Không dữ không? Giờ tụi mình sẽ vô ăn ghiền mì gõ, chúc Tết con mì gõ nha anh chị. À, bữa nay bầu trời Cali sẽ đốt pháo khai trương. Bữa nay là đỡ đông lắm rồi, hôm qua em đi thôi là khỏi luôn. Con mì gõ biết bữa nay bầu trời Cali tới nói là hả? Chừa cho mình phong pháo. Chào cả nhà. Thiệt luôn. Bây giờ qua đây mới thấy không khí Tết nha. Pháo nè, đầy đường hết. Mà đứng ở đây là nghe mùi pháo rồi. Và đặc biệt nha, bữa nay là ngày Tết nha, nhưng mà ghiền mì gõ vẫn get like như thường. Khách vẫn đến ăn như thường, chứ không phải là ở nhà ăn thịt kho hộp vịt đâu. Cũng ngán vô đây ăn nghe. Đi, chút nữa có Mr. Hậu đại gia tới đây chơi với mình nữa nha anh chị. Bây giờ vô ăn.
chạy 6 tiếng đồng hồ cũng đói bụng lắm. Bây giờ là 2 giờ trưa rồi, chưa ăn gì hết á, để bụng đói ra vô ăn luôn. Đều đặc biệt lạ, không có 2-3 món à, không có mà không nghe. Đẹp ha. Không thiệt á, đẹp quá. Đóng cửa ngày 1 thôi. Sát pháo nè. Trời ơi. Khách chờ ở ngoài nụm nụp chờ luôn anh chị, ghê không? Ai chưa đến Nam Cali nhớ đến Nam Cali thưởng thức gửi ghiền mì gõ. Và thứ hai là ghiền bún bò. Hai thương hiệu của cô Trang mở ra và rất rất là thành công ngay tại nước Mỹ, ngay Nam Cali này. Nếu mà họ làm không ngon hoặc là không chất lượng thì sẽ không bao giờ có ngày hôm nay và sẽ không bao giờ khách đông đến như vậy. Anh Hậu bán mì gõ nha anh chị. Giống như Trang luôn mà. Mì gõ thôi, mì gõ thôi. Nắng không rồi, nắng. Cách xin mấy viên phong pháo này 16.000 viên anh chị, 16.000 viên. Wow. Ô, cầm đi, cầm lên tôi cao, ông cầm lên chụp lấy cái gì mày gõ nè. Qua đây quay, đem quay lại coi chừng nó nổ không nổi. Let's run. Let's run. Huh? Later, I want to go Dollar Tree because I love Dollar Tree. Okay, let's go. And then go to the hotel? Okay. Muốn qua đứng đây hả? I love firecracker. Yeah. When I was a baby, I'm scared of fire. Really? Yeah. Fireworks? Yeah, fireworks, and I love it. I love fireworks and firecracker. I love this. The fireworks up in the sky. Mm. So. Color. Yeah. I love the color. I love the color. Lớn lắm á, này hồi lao lắm á. So cover your ear. Yeah, cover your ear. No, no.
Đứng trong xe. Rồi, qua đây nè. Vô đi, tôi cầm cho ông ngồi. Rồi, hỏi hỏi chị. Đứng hướng này nè. Rồi, đứng đây nè. Rồi, ok, đứng đây thôi. Ok. Đây là lần thứ hai, cũng là năm thứ hai Bầu Trời Cali đến Ghiền Mì Gõ để đốt pháo khai trương cho quán. Và chúc cho quán ngày càng phát triển hơn nữa trên đất Mỹ ha anh chị ha. Cảm ơn các cô chú anh chị đã xem kênh của Bầu Trời Cali và ủng hộ cho những video của em, cũng như là ủng hộ những cái quán mà Bầu Trời Cali giới thiệu tới tất cả mọi người khắp nơi ha anh chị ha. Rồi, chúc mừng năm mới rồi. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người nha. Ok, ready. Ready, ready. Woo! Ăn gì hả? Nuôi, ăn gì nuôi. Ăn gì nuôi hả? Nuôi. nuôi gì con? Nuôi bò. Ok, cho anh một cái nuôi bò lúc lắc. Cơm gà Hải Nam. Mà cơm gà Hải Nam bữa nay anh chị có gà ấm với gà lạnh nữa nha. Hồi xưa là chỉ có gà lạnh thôi, nhưng mà bây giờ có gà ấm nữa. Thì mình sẽ gọi một phần gà ấm, một cái mì khô thập cẩm. Mì xài nhỏ, xài lớn em? Ngoài đây mì xài nhỏ, mì khô, mì nước. Mì nước. Rồi một tô xí quách. Rồi, rồi, một chút, rồi ok. Còn cái nước á thì hình như là có nha đam gì đó, gì phải không? Rau má nha đam. Rau má nha đam với làm cái xương sáo gì đó. Sao é? Rồi cho anh cái hai ba ly trà đá. Rồi, trước mắt vậy đi. Ok. Trời ơi, bố giỏi quá ta. Dạ dạ. Cảm ơn chị. Dạ dạ. Cảm ơn cô chú. Minh Nhật hả? Ồ dạ. Dạ. Dạ chào cô chú. Dạ. Dạ dạ. Cô chú tới lần nào chưa? Qua nhiều tới nhiều hả? Nhờ coi con hả? Coi kênh con phải không? Dạ cảm ơn cô chú. Dạ đang nó lớn. Dạ. Dạ. À, có chú khán giả ở bên Nhật luôn nha anh chị.
cũng tới đây nhiều lần, cũng nói là nhờ xem mấy kênh của Bầu Trời Cali. Cảm ơn anh chị. Lát nữa anh Hậu anh tới nữa nha cả nhà. Trước mắt vừa mới vô là có nguyên một vàng đồ chơi luôn đó nha. Kéo nè, đầy đủ nha cả ha. Cái này nè ngon lắm nha. Cái này là quán tự làm. Ớt. À ok con, ớt với tỏi. Cái này là cái sa tế mà mình ăn với gà đó anh chị. Đó, tặng mình chén mắm. Đó. Đó. Theo lời của cô Trang đó anh chị, đây là cổ rất là ngại để mà lên TV, lên hình để mà chia sẻ về cái công việc của cổ. Tuy nhiên thì theo lời cổ thì Bầu Trời Cali chỉ tường thuật lại thôi ha, là cổ càng ngày càng muốn mọi việc giống như là những cái món đồ ăn nó càng ngày nó phải càng ngon hơn nữa, chứ không phải là mình làm như vậy là cảm thấy hài lòng là không. Cái gà của cổ hiện tại bây giờ ở cái quán này á, là cổ nói á, là gà coi như là tươi nhất có thể, và cổ đã đầu tư gọi là đầu tư riêng cho một vài người nhân viên và chuyên về luộc gà thôi nha, chỉ luộc gà và canh gà, tức là gà luộc trong vòng khoảng chừng 10 con 20 con gì đó, nếu mà bán hết bắt đầu mới luộc tiếp, có vào mới làm tiếp, và cứ thay phiên nhau, luân phiên nhau, lúc nào cái gà nó cũng là gà tươi và gà mới, gà nóng ha, giống như là mới vừa làm cho anh chị ăn. Cái đó là một cái idea rất là hay của cô Trang. Trời ơi đói bụng rồi. Xíu quá, xíu quá. Trời ơi nè. Đây là cái xương sáo nè, nha đam nè. Nó có dừa trong đây nữa hả? Dạ có dừa. Ủa có dừa nữa nè. Cái này là nha đam hộp é, cái này là xương sáo dừa. Anh uống nào? Hộp é, không, anh uống này. Nào cũng được, anh uống cả hai luôn cũng được. Bói, uống nào con? Uống trà. Sao bói không thích uống mấy này hả? Bói uống này không hả? Bói trà đá. À, khóa trà đá, khóa trà đá. Khóa trà đá. À, bạn ba. Ok, bạn ba. Bác Hậu á. Bố bó thích cơm gà đây đó. Cơm mà nó ăn không á, nó ăn hoài luôn. Dạ, hoài cũng thích cơm gà. Có cái dừa không? Ok em, cứ để đợi. Trời ơi, thấy không anh chị? Lẹ quá ha. Mới vừa gọi đó thì. 5 phút. 5 phút. Em để đại đi, em để đại đi, em để tá lả đi. Để tá lả. Rồi để đại luôn đi, dùng đại đi. Rồi, rồi tính tiếp. Mấy cái này là có một size thôi nha anh chị, không có size lớn, size nhỏ gì đâu nha. Dạ. Đây. Cái tô mì nước ha. Nè anh chị ơi nhìn nè. Thiệt luôn á. Không hấp dẫn, không lấy tiền. Nè, nhìn nè. Nè. Ở đây anh chị mà thích ăn tép mỡ kêu thêm chén tép mỡ nữa nha. Đó, hoành thánh đầy đủ. Cái tô nó rất là vừa ăn nha. Nha. Đây, đây đây đây, cơm. Bà mỗi mê cái cơm này. Trời anh kêu gì vậy ăn? Vừa vô là con muốn ăn cơm. Gà nữa chứ hả con? Nuôi kìa. Bói nuôi. Ha. Wow. Rồi qua anh đây. Đưa này qua. Chơi vô. Trời ơi đã chưa? Có xì dầu không? Hả? À, chắc vừa ăn, anh nghĩ vừa ăn. Yeah. Cái nuôi bò lúc lắc cái này là bò filet mignon nha anh chị. Vẫn dĩa cơm à. Giống cô Hà cũng thích cơm. Thích ăn cơm hả con? Rồi bò ăn càng khí thế không? Rồi để đại đi. Cái gà này á anh chị, bây giờ á như okay. Bầu Trời Cali nói hồi nãy á, có nhiều khán giả nói là thích ăn cái gà ấm, cái này là gà ấm nha chứ không phải là nóng nha. On this side here. Uh-huh. Nè, gà ấm nha anh chị ha, chứ không phải là gà nóng nha, nóng nó sẽ bị khô. Còn anh chị thích ăn gà lạnh vẫn có như thường. Đây mình cho vô giữa đi. Ngon quá, ngon quá. Thì mình cái này mình chấm cái gì? Chấm hành gừng cũng được.
chấm với cái này cũng được ha. Này gừng nè. Ừ, gừng. À, kiếm cái dĩa đổ ra. Dĩa này sạch không biết. Nè anh, lấy dĩa này. Giống nhau. Nè. Biết sao không? Đổ nước chấm ra. Ờ, ok. Đổ vô đây. Pha chế cho nó ngon nha anh chị nha. Cái này nước mắm gừng nha anh chị. Cái này là gừng thêm nè, phải không? Gừng nè, thêm gừng vô nè. Đó. Trời ơi, bó bói ăn cả không? Coi kìa. Good. Good. Giá nè. Đồ nghề là phải nói là không bao giờ thiếu. Quá trời đồ nghề luôn. Khỏi còn kêu gì mất thời gian. Đây. Em ăn rau nè. Nè, để bánh đi. Ok, bây giờ bầu trời Cali ăn sẽ ăn cái miếng gà nha anh chị ha. Thèm quá thiệt luôn. Mời cả nhà. Good. Good. Ngon quá. Cái miếng gà nha anh chị. Cái thịt nó dai nhách luôn. Nó dai như gà đi bộ Việt Nam mình vậy đó. Yeah, thậm chí em ăn cục nạc nè, nó vẫn dai nha. Dai nhách luôn, ngon lắm. Chỉ có loại ấm ha. Ấm, chứ không phải là nóng nha. Ấm và lạnh. Ngon quá. Cái dai nhách rồi. Thơm mà nó. Như hồi nãy anh gọi thêm gì nữa. Đâu biết anh gọi gì à? 1, 2, 3 đủ rồi. Đủ rồi đó. Ở đây có bánh canh cũng ngon quá anh chị. Canh giò heo á. Ừ, bánh canh tôm chả trứng cút giò heo nữa không? Cơm gà Hải Nam bộ lắc không? Có mấy món à? Ngon. Miếng cơm coi. À, cơm nè, xuất sắc. Cơm ngon, xuất sắc. Cơm nè ha. Mình thích ăn cay cho nên mình cho thêm này. Cứ nghĩ giờ này dai bớt ha, nhà vẫn còn đông dễ sợ. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng đông. Dạ được em, được em, có gì anh gọi. Ngon, vẫn ngon như xưa, à, ngon hơn xưa, ngon hơn xưa. Rồi, chấm cái này nè. Nói vậy nè. Heo bầu trời Cali thì cái món này không có mặn nha. Cái nước chấm này không có mặn, nhưng mà tùy anh chị thôi. Mỗi người một khẩu vị. Ngon lắm anh chị ơi, mỗi người ăn mỗi kiểu nha. Bầu trời Cali ăn kiểu này. Gà nó dai mà ngon lắm. Em là bóc cho lẹ nha. Chơi vậy nè, ăn vậy nó mới đã. Thịt thơm anh à. Không có hồi. Ờ, thịt thơm. Trời ơi, coi kìa. Wow. Look who is this. Ê, đằng đây, bên đây, bên đây, bên đây. Trời ơi, tưởng ca sĩ nào chứ. Chết luôn luôn. Ăn gì gọi lẹ. Rồi, ok. Món gì vậy? Cơm gà năm. À, rồi, chú. Cơm gà năm đi rồi. Rồi, ok. Trời ơi.
lấy ăn, có lấy ăn. Ngon lại, ngon lại coi. Hai anh đứng lên đây, đứng lên. Hai anh đứng lên coi. Yeah. Giống hàng đẹp không? Lấy cái nạp không? Có gì không? Rồi, okay, được rồi. Rồi, ok. Hai con. Hello, hello. Hello bác Hậu. Hello. Ừ, đổi. Dạ, để sẵn cho anh. Để sẵn của anh. Lạnh hay ấm hả? Gà ấm đi, ấm đi, ấm đi. Rồi ấm mà gà phải đi bộ nha. Trời, bao đi bộ. Rồi, bao đi bộ hả? Bao đi bộ. Uống gì dạ? Cho cái này luôn, chỗ này luôn. Rồi cái này luôn. Đi sao nè, gà chả bộ. Phải ra cả. Ok. Rớt. Có rằng là mãi kia tôi cũng đi vô mua gà đi bộ á. Ừ. Nó nói gà đi bộ, tôi nói không, tao mua gà đi bộ. Chứ mua về gà chạy bộ mới được hả? Gà chạy bộ lại nó nói tôi gà đi bộ, nó không, gà chết rồi tôi đâu đi bộ được. Ừ. Nghĩ sao gà đi bộ được. Trời ơi, lâu quá mới gặp. Sáng giờ đâu? Hả? Ở đó hả? Sáng giờ tôi cũng đi vòng vòng gì đó. Dạ. Yeah. Chúc Tết cho ta. Hello chị Trang. Hello chị. Dạ. 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 Tại vì mình cùng bảo dai về nhau nghe. Dạ. Dạ. Happy New Year. Trời. Buổi buổi. Dạ. Wow. Rồi đây, hẹn đây. Cảm ơn con đi con. Cảm ơn. Rồi. Dạ. Ừ. Đây có em rồi. Em dạy từ bên Qua. Ồ, mới bên đó qua hả chị? Đúng. Vậy là mình được ơn. Dạ, dạ. Dạ. Mấy ngày Tết mà vậy cũng ok thôi chứ. Dạ. Em xin thay mặt Ghiền Mì Gõ, Ghiền Bụng Vo năm mới kính chúc quý dạ, năm mới kính chúc quý khán giả của Bầu Trời Cao Lý, tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thank you. Dạ. Ghé năm Cao Lý nhớ ghé Ghiền Mì Gõ nha các anh chị. Nếu mà chưa thưởng thức thử, tới đây ăn thử đi, món cái gom gà Hải Nam càng ngày càng ngon, thịt gà ngon cực kỳ. Dạ. Rồi đi tên. Mọi người từ Arizona. Arizona. Dạ. Thank you. Dạ chị. Cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn. Happy New Year. Happy New Year. Rồi, quất đi. Rồi. Tự nhiên đi đây cả. Em. Yeah. Ăn đại đi để nó nguội hết. Không biết cái nào chứ. Thôi, ăn ké trước đi, tính sao tính. Nào cũng ngon. Ừ, cũng ngon. Cảm ơn. Gà nào không? Cái đó dơ rồi. Gà nó dai không? Anh ngon, không? Ngon. Nha. Yeah. Đi lái đó mấy tí nữa xuống đây. 5 tiếng rưỡi rồi cả. Rớt luôn. Giúp nó luôn. Chào. Bình thường à, đó vừa là bên này nhộn nhịp, bên em mới là buồn. Có đứa em bà con bên Oregon qua đây. Qua đây không có vai vui thiệt. Chứ bên bển giờ trò tuyết nó lạnh, lạnh nó tuyết. Bên nó lạnh hơn bên em. Nó tuyết rồi tùm lum á. Rồi, ngon nữa nha. Đây à. Rồi, cảm ơn. Không được không? Nhìn thấy hấp dẫn này không? Hấp dẫn không? Cái nước gà nè. Ăn luôn, ăn ké tôi luôn. Ăn tự nhiên đi. Cơm ngon hả? Bớt. Ngon con bói. Good. Good. Bói good. Bói good. Lựa sao sai vừa ý luôn. Ờ, ghê không? Tôi ông cùng trai mà. Ờ, tôi ông cùng trai đó. Bắt quá hơi nhau cái bụng rồi. Trời. Ok. Có ăn gà không? Gà không bói. Bói không thích ăn đâu.
Hôm nay học lớp mấy rồi đại ca? Lớp 2 rồi, lớp 2 rồi. Lớp 2, lớp 2. Nậu đấy càng ngày càng đẹp trai ra ta. Ha, thiệt luôn á. Đó. Đó. Yes. Wow, chúc mừng cô Trang lì xì cho bó bói 100 đô. Cảm ơn cô Trang nhiều nha. Cảm ơn cô chủ ghiền mì gõ. Hello. Lá, anh cứ ngồi đó đi, lên tới liền, lát tới liền. Ăn đi ba. Ok, ok, bye. Năm đầu tiên ông mặc cái áo đàn luôn không? Lần đầu tiên tôi mặc áo dài luôn. Năm nay tôi mặc luôn. Trời ơi, trùng hợp vậy? Ừ. Ghê vậy? Lần đầu tiên tôi mặc áo dài luôn nè, tôi không biết dài nút sao luôn. Tôi cũng giống như ông rồi. Tôi kêu bà xã tôi này tới tôi sẵn vớt luôn đi, cái để đi. Đẹp đó anh. Ừ. Ủa tối nay chỗ Quý Lộc Thọ còn... Ừ. Còn ta? Không, không đi Mai Square Park đi. Mai Square Park nó nằm trên Buffett lại. Vừa có tắt cái đẹp không? Nó có một chỗ cho mình chụp hình luôn. Một cái đó hay là 626 đường đường Fairview là đường gì á. Mà đi Mai Square đi. Chuyển hà đi Mai Square nó hay hơn. Không có kiểu cái gì. À, có được chơi cho bó bó nữa. Ngon quá. Bà tội đi cái đó đó, cẩn thận, tại mưa quá nó sình, không gì hết. Không quá nhiều nữa. Con, bói, mì không? No hả? Ok. Lại nó ngại, nó lạnh quá, nó lạnh nó mưa nữa. Ừ, ừ. Năm nay Cali ngủ. Đúng. Lạnh là mưa, lắm. Mưa làm đá luôn á. Ừ, con ngồi để ba cũng được. Kéo ra, từ từ. Ừ, con đi về con kéo. Trời ơi, cảm ơn cô chưa? Bà với bà. Ô, bà. Ừ. Cảm ơn bà rồi hả con? Ừ. Có bà, à, bà cô, bà chị, khán giả. Ừ. Gặp bầu trời Cali đây cũng lì xì cho bó bối. Ừ. Cảm ơn cô, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn. Nguyên một bàn vậy đó anh chị. Mấy chục bạc rồi nha, đừng tưởng nhiều. Thiệt, ăn là ăn đỡ luôn, có mấy chục thôi. Dạ, cảm ơn cô chú. Dạ. Cảm ơn cô chú sức khỏe nha. Dạ. Thôi, anh Hậu. Đó, được rồi, được rồi, được. Để tôi ăn kìa. Ăn đi, ăn đi. Ăn miếng bò bó bói nè. Tu go. Giống như là về Việt Nam không được á anh chị. Là qua bên đây chơi ít ngày ha, cũng có thể về làm lại được. Chứ về Việt Nam là cả tháng rồi, nhiều khi công việc nó bất tiện. Qua đây chơi, ăn uống này kia cũng không có bao nhiêu tiền. Khách sạn khoảng 150 một đêm thôi, ha, cũng rẻ, không có mắc. Ăn uống rẻ tề. Ăn uống như là Việt Nam ha. Qua bên đây là y chang Việt Nam luôn rồi đó. Y chang Việt Nam, quán xá quá trời, quán nhậu, quán đồ tùm lum. Chúc chị càng ngày làm ăn càng phát tài. Dạ chị. Mở cho nhiều tiền. Dạ. Mình phụ gặm lên nụ thiệt là tươi, thiệt là ngon, cùng khách hàng. Chị có cái ý tưởng gì cho những cái tiệm mới không? Ví dụ gì, những cái món gì không? Có gì, có ý tưởng gì chưa? Ngoài cái quyền bún bò ra. Chân đỏ đá.
chân đó là sắp tới là có cái ghiêng cơm bụi. Ghiêng cơm bụi à, ghiêng về món cơm phần Việt Nam mà chưa gấu mình vẫn ăn bình thường của Việt Nam. À. Ăn hàng ngày về cơm giống như canh chua các con tổ này kia các thứ chu gâu chứ không ăn thêm dạ chu gâu hay rồi nha. Bên cạnh chờ thiên thấy dạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Em đi về các tất cả các anh chị khắp nơi nha. Bây giờ tụi em sẽ đi vòng vòng chơi tức. Cảm ơn chị Trang. Cảm ơn chị Trang nhiều. Cảm ơn cả nhà nhiều, cưng quá. Năm mới em chúc chị nhiều sức khỏe nha, làm ăn phát tài.